Bữa nay mình ăn trưa mọi người. Hôm nay thời tiết cũng khá là lạnh á. Mùa hè mà không biết sao cái vùng này nó lạnh quá. Tại vì buổi chiều á, giờ khoảng 2 giờ chiều rồi. 1:45 rồi. Gần 2 giờ chiều mà trời nó khá lạnh. Mùa hè mà tại vì nó gần vùng núi mọi người, vùng núi cho nên cây cối nhiều với lại núi ấy. Nhiều trời nó khá là lạnh. Hôm nay bữa nay mình ăn ở ngoài đây nè mọi người. Đó. Ở đây có con ong à. Wow. Đây có con ong mà mọi thấy không? Hôm nay ông mới ráp cái lò nướng này. Mới xịt cái sân gì nó sạch ra mọi người. Bữa nay mình ăn ăn sáng ở đây, ăn trưa chứ. Đây này, hôm nay mình ăn đùi gà, cánh gà nướng này. Cánh gà nướng với lại thịt heo nướng, đùi ghim. Chút xíu cho lên trên này nướng này. Để anh gọt cho em, để anh gọt cho. Gọt cái gì? Nó dơ dạ. Không, để anh gọt cho, để anh gọt cho. Đồ bỏ. Cầm anh này, cầm quay anh em. Gì? Cái này cái thớt không? Cái này, thớt gọt không? Cái này để cắt đi hấu xanh, bỏ vô đây nè. Mấy con dao nào sắc á. Đó, cái dao đó đó anh. Cái này nha. Hả? Gì? Cái dao này. Mày ra cầm cho ba đi. Để nó cầm cho. Để mẹ quay đồ phụ ba này. Allez, à table pour l'apéritif, s'il vous plaît. Attends, attends, coupe ça, devant. Pour le dessert. Muốn là mình cần tổng lãnh gì? Có khi ăn bây giờ nếu còn chưa ăn hả? Chưa, nếu mà con chưa. Dạ không, thì ý là con ăn chiều. 5 minutes. Em lấy cái dĩa này, cái dĩa này, cái này gì dĩa à? Kêu bỏ cái này á. Bỏ vô trong này, sạch không? Lau chưa? Lau này chưa giờ ấy. Lau đi. Lau rồi hả? Thank you.
s'il vous plaît. Avant, jamais dans le sol. Jamais dans le sol, avant, quoi. Non, oui. Non, quelquefois. Mais ah, beaucoup, parce qu'après, enfin, c'est pas bon. Oui, hein. Oh, oui mais quoi. Oui. C'est pas maladie, hein. Oui, je sais, mais pour le protéger le bébé. Oui. Mais toi, par la masse. Attention avec le petit, avec le petit frère. Le petit frère de Mira. Hein? Tu veux que tu te de trop bon? Non. Ah. Non, 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 je ne la prends. Ok. Là, c'est très compliqué de travailler avec le frère. Non, mais. Kim, món này món gì đây? Pâté. Tu mets tu mets une de l'orange. Kim, tu mets de l'orange après moi je fais. Ah, tu as raison. Tu as raison, pensez. Ouais. Ah oui, tu as raison, c'est bien. Et alors? Et alors? Pardon. 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 Mình ăn cái món cánh gà rồi, cánh gà nướng rồi. Mais elle connaît déjà beaucoup de mots, hein. Beaucoup de mots français, hein, pour Mira. Voilà. Cái gì biết không? Nó lấy dưa hấu với lại dưa leo, không phải dưa leo, dưa lưới. Nó lấy cái Nutella. Thì của. Ok. Ok.
et gentille. Et quoi, régale avec melon.